Xin chào các bạn, trên tay mình đây là chiếc ba lô có tên là Rose Stripper đến từ thương hiệu AGVA, một thương hiệu chuyên sản xuất phụ kiện và các túi xách cho các thiết bị công nghệ đến từ Singapore khá là nổi tiếng. Chiếc ba lô này có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ cùng theo dõi video này nhé. Nhìn tổng thể, chiếc ba lô này có một cái thiết kế rất là gọn gàng và đơn giản. Vỏ ngoài của ba lô được hoàn thiện bằng chất liệu vải polyester. Vải polyester này nó còn giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh hơn cái ba lô này khi mà chúng ta gặp những cái bụi bẩn. Mình đã từng mang chiếc ba lô này để đi chơi và bị bùn xịn văng lên. Sau đó mình chỉ cần lấy một cái khăn ướt và mình lau sơ nó là nó sẽ sạch sẽ trở lại như cũ rồi. Chiếc ba lô này nó trang bị cho chúng ta hai cái quai cầm ở đã trên và ở phần ngang, giúp cho chúng ta có thể cầm ở hai tư thế rất là tiện lợi. Ngoài ra các bạn cũng sẽ có một cái ngăn để giấu cái quai xách đeo như thế này. Các bạn có thể cài nó vào hai cái chốt bên dưới để trở thành một cái chiếc ba lô đeo trên vai. Và chúng ta cũng có thể được tặng kèm cái này, và chúng ta có thể móc vào để đeo thành một cái túi xách quai ngang đeo như thế này. Chiếc ba lô này không hướng tới các bạn sử dụng khi mà các bạn đi học, đi làm hàng ngày, bởi vì đúng như cái tên của nó, chiếc ba lô này hướng đến đối tượng là những người hay di chuyển. Nó có một cái cách mở dạng vỏ sò giống như một chiếc vali. Điều này giúp cho chúng ta có thể tối ưu cái việc sắp xếp đồ đạc vào bên trong. Tuy nhiên điều này cũng sẽ làm cho chúng ta rất là khó lấy đồ khi mà chúng ta đang đứng hoặc là đang có một cái tư thế không thuận lợi. Chúng ta sẽ có 4 ngăn chính. Ngăn nhỏ nhất sẽ nằm ở phần định hướng giữa ba lô và vali. Nó sẽ nằm bí mật ở trong đây. Các ngăn này sẽ giúp cho chúng ta bỏ vào đây những thứ lặt vặt, ví dụ như là passport khi mà chúng ta đi chơi nước ngoài, hoặc là những cái giấy tờ tùy thân, hoặc là tiền bạc lẻ chẳng hạn. Và cái ngăn này được giấu bên trong khá là kỹ, do đó chúng ta sẽ luôn giữ nó vào bên người chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ rất khó là mất đồ. Về bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái ngăn bự hơn. Cái ngăn này các bạn có thể tận dụng để bỏ cũng là những cái đồ linh tinh, mặc dù nó có một cái kích thước bên trong khá là to. Tuy nhiên cái miệng của nó lại quá nhỏ và nó lại bố trí rất là dày đặc những cái ngăn nhỏ bên đây. Khi mà các bạn bỏ đồ vào thì các bạn sẽ bị cấn tay và chúng ta rất là khó để lấy đồ hay là bỏ đồ vào bên trong. Chúng ta sẽ có một cái ngăn lớn nhất như thế này. Cái ngăn này sẽ giúp cho chúng ta có thể bỏ vào rất là nhiều bên trong. Ngăn này có thiết kế 2 tầng và tầng rộng nhất, chiếm nhiều không gian nhất, sẽ là tầng mà chúng ta xếp những cái vật dụng, ví dụ là quần, áo. Thì với cái không gian này chúng ta có thể bỏ được khoảng 3 cái áo và 2 cái quần dài vào bên trong đây. Tại sao mình nói chiếc ba lô này thích hợp cho những chuyến đi nhưng mà mình không nói nó là chuyến đi xa? Bởi vì thực sự thì cái kích thước bên trong này nó không đủ để chúng ta có thể đem đồ đạc đi từ 3-4 ngày trở lên cho tới 1 tuần. Vì vậy nó chỉ thích hợp cho những bạn chỉ đi du lịch trong ngày hoặc là 1-2 ngày mà thôi. Ngăn bên ngoài này chúng ta có thể đựng những thứ ví dụ như là xà bông tắm, những vật dụng cá nhân, bàn chải đánh răng. Ngoài ra thì một điều không thể thiếu trong thế giới công nghệ hiện nay đó là laptop, và chúng ta cũng sẽ có một cái ngăn đựng laptop với kích thước là 15.6 inch khá là rộng. Thì cái ngăn laptop này mặc dù nó là 15.6 nhưng mà khi mình bỏ thử cái MacBook Pro 15.6 inch vào thì mình thấy nó khá là rộng và nó còn bị xê xịt khá là nhiều. Giúp cho những bạn sử dụng những cái máy tính lớn, những cái gaming laptop chúng ta bỏ vào thì nó sẽ vừa đủ. Do đó nếu mà các bạn sử dụng những chiếc laptop mỏng dạng notebook thì các bạn nên có thêm một cái túi chống sốc bỏ vào để bảo vệ chiếc máy được tốt hơn. Và nếu bất đắc dĩ các bạn phải dùng chiếc ba lô này cho nhu cầu văn phòng thì các bạn có thể tận dụng cái ngăn này để bỏ vào đó những cái giấy tờ, những tập sách. Sau hơn một tuần trải nghiệm với chiếc ba lô này, đem đi làm, đem đi học, đem đi chơi, thì mình kết luận rằng chiếc ba lô này, nếu mà các bạn muốn mua nó để phục vụ cho những nhu cầu đi làm thường nhật thì mình khuyên các bạn nên bỏ qua. Còn nếu các bạn muốn lựa chọn một chiếc ba lô để đi du lịch, đi chơi, chiếc ba lô này là một cái sự lựa chọn cũng khá là tốt. Hoàn thiện của nó rất là tốt. Các bạn có thể thấy là không có bất kỳ một cái sợi chỉ dư nào trong quá trình mình sử dụng mà mình nhận ra cả. Điều này cho thấy được nhà sản xuất đã rất là tinh tế trong cái việc hoàn thiện sản phẩm. Và cái thiết kế của nó cũng rất là đẹp và hiện đại, rất là dễ vệ sinh và chúng ta có thể đeo trên lưng rất là tiện. Cá nhân mình là một người đi chiếc xe dạng sport, cho nên mình cần một cái chiếc ba lô có dáng bên ngoài nhỏ gọn, thì chiếc ba lô này đáp ứng tốt điều đó. Chiếc ba lô này mình mượn của Baggo với giá đặt trước được giảm 20% là 1.4 triệu. Cảm ơn các bạn.